Xin chào anh em nhá. Mình giới thiệu đến anh em một con đầu táp, hay còn gọi là một con đầu cassette, có model là Technic M202. Đây là một con máy mà mình mua đấu giá tại Nhật về anh em nhá. Nó còn nguyên quả cả tem cờ này. Con này là nó hai cửa băng. Cửa này là cửa phát, cửa này là cửa ghi. Cái thời điểm nó ra đời thì được mệnh danh là cái máy in tiền. Có nghĩa là những anh em mà hay mua những con này về in sang băng đấy anh em ạ. Con này của mình về là đẹp xuất sắc, hoạt động hoàn hảo. Anh em nhìn tất cả các lúm mạng chrome của nó này. Đẹp lắm anh em. Nó còn cả những cái chấm sơn từ ngay từ ban đầu của nhà sản xuất này anh em này. Đấy. Và trên này nó có hai cái đèn tia. Có cái volume này to nhỏ của cửa phát này anh em này. Và đây là nó có cái volume này nữa. Cái volume này là để cho anh em là input level. Có nghĩa là anh em cắm cái nguồn phát vào ở ngoài vào đấy. Ví dụ như là máy tính này rồi là điện thoại này. Thì nó có cái input level này. Và còn đây là cái level của tab be này. Là to nhỏ của tab be anh em nhé. Bây giờ mình đang ở phát ở cái cửa này là cửa phát anh em nhé. Mình cho dừng này. Tua đi này. Anh em nhìn tua. Và tua về này. Đấy. Là rất là ngon nhá anh em nhá. Bây giờ mình anh em nhìn cái đầu từ của cửa phát này. Đẹp tính con. Và sang anh em sang đến cửa ghi này. Hai bên như một luôn. Và bây giờ mình phát ở cửa ghi nhá anh em nhá. Anh em mua đầu này là mình gửi tặng cho anh em một cuộn băng nhá. Để anh em về test đồ luôn. Con này của mình đẹp xuất sắc, hoạt động hoàn hảo. Giá mình đang gửi bán cho anh em là 4.500.000. Giá này là giá rất tốt cho một con máy cực kỳ là đẹp về từ Nhật anh em nhá. Còn những cái thời điểm nó cao nó phải là 5 triệu, hơn 5 triệu anh em mới mua được. Quan trọng là con máy nó đẹp anh em nhá. Tất cả các lớp sơn của nó còn nguyên zin này. Ở đằng sau này nó có hai cổng. Một cổng này là cổng out xuống omni này. Cổng này input vào này. Input vào là cho anh em cắm cái thiết bị máy tính này, rồi là điện thoại vào đấy. Điện của nó là điện 100V. Máy nó đẹp lắm anh em ạ. Anh em nào kết thì alo cho mình nhá. Bắt đầu mình tua này. Anh em nhìn tua này. Công tơ mét nó chạy này. Đấy. Thế là tua đi nhá. Và tua về này. Máy cơ cũng nó rất là ngon lành rồi anh em ạ. Anh em nào kết alo cho mình nhá. Giá con đầu táp Technic M202 này mình đang gửi bán cho anh em là 4.500.000. Đến với kênh của mình thì cho mình xin một đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt anh em.